Ăn Tết kỹ quá, hết mùn hết mền rồi mới sực nhớ gần tới va lung tung. Chào mọi người, mình là con ve chó. Cái tay tôi chắc là nhồi nhiều bánh chưng bánh tét quá nó nặng hay sao mà lục nghề, tô hư hết một bức rồi. Thôi thì cũng tôi vẽ mà, nên là tự in ra một bức tự tô luôn. Nói chứ vẽ màu nước mà không có tập thường xuyên á là dễ bị lục nghề lắm luôn. Cho nên là tô tranh tô màu là một cái cách rất là tốt để giúp cho các bạn luyện tập vẽ màu nước thường xuyên hơn. Bởi vậy nên tôi mới tiếp tục hợp tác với Self Art để cho ra cái bộ tranh va lung tung này nè. Dễ thương không? Tranh này tôi cố gắng xài nhiều màu hồng chút xíu cho nó tươi trẻ, rồi hoa hòe thì nó cũng rực rỡ một chút xíu, nhưng mà có cái phần kính thì nó tối lại để làm những cái sự vật khác nó nổi bật hơn. Trong năm bức á, thì bức này là tôi vẽ nhiều chi tiết nhất nè, cho nên là lúc tô màu á thấy lâu dễ sợ luôn. Thôi thì tôi sẽ rút kinh nghiệm nha, lâu ngày không vẽ màu nước nên bây giờ tôi loang cái phần kính nhìn nó hơi kỳ kỳ ha. Bù một cái là tờ này tôi bảo quản không có kỹ nên là nó cũng hơi hơi móc móc rồi, loang màu nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà quẹt một hồi cũng xong bức tranh. Muốn tìm được em tranh tô màu này thì mọi người cũng biết quẹo lửa ở đâu rồi đúng không?